Đây là dân hồi bé, dân lớn lên, dân tốt nghiệp. Cuộc đời dân thật đẹp, cuộc đời dân vẫn đẹp khi dân lấy vợ. À không, vẫn đẹp cho đến khi dân lấy vợ. Dân ơi, mai nhớ đóng tiền nhà cho cô nha. Dân và vợ đang tiết kiệm tiền để mua nhà. Dân ăn chỉ dám bằng một nửa người thường. Anh nhớ để nước cho em luộc rau nhá. Dân tắm cũng chỉ dám tốn nửa nước so với người thường. Dân dùng điện cũng chỉ tốn đúng một nửa so với người thường. Làm việc vất vả, tiết kiệm vất vả. Cuối cùng, vợ chồng dân cũng đủ tiền để mua nhà. Thế nhưng, dân lại sợ. Sợ mua nhà vừa tiền, nhưng không đủ tiện nghi thì sao? Chọn mua hẳn nhà xịn, dân sợ tiền ít, đi vay ngân hàng vẫn không đủ thì sao? Dân buồn rầu, dân thất vọng, dân đi trên con đường đầy lá rơi. Dòng đời xô đẩy dân ngã sấp mặt. À không, dòng người. Cái gì đấy? VinCity, nhà tốt, giá tốt, tiền vay dễ dàng. VinCity ơi, dân tới đây. Có ngôi nhà tiện nghi dân ao ước, giá cả hợp lý dân không ngờ trước. Có VinCity tính đường tính nước, biết số tiền vay được tối đa. VinCity mời dân qua chọn nhà. Tiền không cần nhiều, vẫn có nhà hàng hiệu. VinCity, đại đô thị đẳng cấp Singapore và hơn thế nữa. Đây là Việt, 28 tuổi, trẻ, đẹp trai, tài giỏi, sống độc thân. Và đây là nhà của Việt. Nơi Việt ăn, Việt giải trí, Việt nằm, Việt giặt quần áo, Việt phơi quần áo, Việt nhậu nhẹt với bạn bè, Việc thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, Việc hẹn hò với người yêu. Việt, thằng Việt đâu rồi? Đến hẹn lại lên, tiền nhà lại đến. Việt chán nản, Việt mệt mỏi, Việt đau hết cả mút. Tiền thì Việt không thiếu, nhưng sống mãi cảnh thuê nhà chắc Việt cũng tiêu. Quái đau quá. Rồi chị Google mách nước cho Việt. Chị nói em nghe này, VinGroup nay có VinCity, giải pháp nhà đột phá ahihi, được ngân hàng hỗ trợ linh hoạt đến ngay VinCity chọn nhà. Cuối cùng, Việt cũng có căn hộ studio hiện đại với đầy đủ tiện ích trong mơ của mình rồi. Giờ chỉ cần kiếm thêm một cô vợ nữa là ngon, trả góp cực ít, mua nhà cực xịn. VinCity, đại đô thị đẳng cấp Singapore và hơn thế nữa. Đây là Nam, còn đây là vợ Nam, bố Nam, mẹ Nam, hai con của Nam, cả em trai Nam, em dâu tương lai của Nam, ông hàng xóm của Nam. Có gì đó sai sai. Cục điện, quá coi nhờ tivi. Tuy nhà đông người, sống chung chật chội, nhưng gia đình Nam luôn rộn rã tiếng cười. Nam hạnh phúc lắm, cho đến khi... Một pha mất bóng khá nguy hiểm, nhưng không thể làm khó được em trai Nam, tiếp tục là mẹ của Nam. Ông hàng xóm cản phá thành công rồi. Quả bóng đúng rồi, em trai Nam, ông hàng xóm, mẹ của Nam rất khéo léo. Hay quá, trái bóng đang đi chập lại rồi. Nhưng đời không như là mơ đâu Nam ơi. Đây vẫn lại là Nam, nhưng Nam đã quá mệt mỏi với cảnh sống chung chật hẹp. Nam muốn có một căn nhà tiện nghi hơn cho cả gia đình. Đừng lo Nam ơi, VinCity chính là giải pháp cho Nam và gia đình nè. Mức giá siêu hợp lý cùng gói vay ngân hàng tốt chưa từng có. Tứ đại đồng đường nhà Nam có thể chuyển sang căn hộ VinCity 3 phòng ngủ và tha hồ tận hưởng môi trường sống rộng rãi đủ đầy tiện ích như vậy nè. Vậy nha Nam. Tiện ích đủ đầy, vui vây cả họ. VinCity, đại đô thị đẳng cấp Singapore và hơn thế nữa.